ัญญานะเว้ยแกอย่าให้ฉันตายคนเดียวนะสัญญานะLà tác phẩm nổi bật nhất của dòng phim kinh dị Thái Lan trong năm nay, The Promise từ Việt hóa là Giao ước chết, được bảo chứng bởi sự tham gia của những cái tên hàng đầu Thái Lan từ trước cho đến sau ống kính. Nhắc đến dòng phim kinh dị Thái Lan, không thể không kể đến Sophon Sadnavisit. Ông là một trong những người đưa tên tuổi điện ảnh Sứ Chùa Vàng đến với cả thế giới. Nhà làm phim 35 tuổi đứng sau hàng loạt tác phẩm đình đám. Khởi nghiệp trong vai trò biên kịch, ông đã gây chú ý ngay từ phim đầu tay Shutter 2004 do ông chấp bút đã trở thành phim kinh điển, được đánh giá cao về nội dung, sáng tạo, đột phá và diễn biến câu chuyện chặt chẽ. Shutter hiện được xếp vào danh sách các phim ma đáng sợ nhất châu Á mọi thời đại. Ông bước lên đỉnh cao trong sự nghiệp với La La Land 2011. Tất cả các nhà phê bình từ những trang báo hàng đầu thế giới như Variety, Hollywood Reporter đều hết lời khen ngợi phim. Tác phẩm giành đến 6 giải ở Thái Lan National Film Association Awards. La La Land được đánh giá là một phim kinh dị xuất sắc nhất của thập kỷ. 6 năm sau, Sophon Sadnavisit trở lại với một câu chuyện mới rùng rợn hơn, lấy bối cảnh trong chính tòa nhà ma ám nổi tiếng nhất của Sứ Chùa Vàng. Sẵn nhà nã và chẳng mấy thính cần, chờ cần thi tử. Bi Nam Thiếp được xem là thỏi nam châm hút khán giả mỗi khi cô xuất hiện. Bóng hồng đa tài này đảm nhận nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu và đều thành công trên tất cả các lĩnh vực. Cô từng cầm trịch vị trí huấn luyện viên của The Face Thái Lan mùa 2 và 3. Nói về diễn xuất, Bi Nam Thiếp thuộc hàng ngũ diễn viên cực lực. Cô góp mặt trong nhiều phim làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ Thái Lan như Dòng Máu Phượng Hoàng, Lửa Tình Bất Diệt, Cứu Tình Thiên Nga, v.v. Từ vai hiền lành cho đến phản diện, Bi Nam Thiếp đều hoàn toàn chinh phục khán giả. Cô đã nhận hơn 14 chiếc cúp tại các giải thưởng lớn cho diễn xuất xuất thần của mình. Cô bụng là cô béo khẽ là mờ, phải không? Cô sẽ gặp mẹ chân nào rồi không? Tòa nhà Sắc Thon Unit là một trong những địa điểm rùng rợn nhất ở Thái Lan, bị bỏ hoang suốt 20 năm. Ở tòa tháp chọc trời 47 tầng còn dang dở, xảy ra vô số sự việc ma quái mà không có lời giải thích. Đáng sợ hơn, rất nhiều xác chết không rõ nguyên nhân được tìm thấy ở đây. Những người có ý định tự tử cũng bị nơi này thu hút. Sự thâm u, lạnh lẽo của Southern Unit luôn khiến người ta phải rùng mình mỗi khi đi ngang qua. The Promise là tác phẩm đầu tiên và duy nhất hiện nay có thể được quay phim tại tòa nhà này. Trước đó, nhà sản xuất của phim Superman từng xin phép chủ sở hữu quay phim, nhưng các nhà làm phim Hollywood đã bị từ chối thẳng thừng. Người chủ tòa tháp cho biết ông không muốn tòa tháp xuất hiện trên bất cứ bộ phim nào. The Promise là một ngoại lệ. Sau khi nhà sản xuất của phim trình bày rõ ý nghĩa về mặt lịch sử và kinh dị của phim, các chủ sở hữu của Southern Unit đã bị thuyết phục. Chuyện phim The Promise khiến khán giả phải rợn người vì gắn với những sự vật, sự kiện có thật. Phim bắt đầu vào năm 1997, khi cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng trên toàn châu Á. Hai cô bạn thân là Eve và Boom đứng trước một tương lai đen tối khi gia đình bị phá sản hoàn toàn. Cả hai quyết định tự sát trên tầng 47 của tòa tháp Southern Unit. Tuy nhiên, sau khi Eve kết liễu đời mình, Bom đã không dám tự sát, để mặc bạn mình chết trong đơn độc. 20 năm sau, Bom trở thành một doanh nhân thành đạt, quyết định hoàn thành công trình Southern Unit đang bị bỏ lửng. Đó cũng chính là lúc mà hồn ma của Eve tìm về đội Bom thực hiện giao ước chết năm nào. Với cốt truyện như một câu chuyện có thật, bàn tay dàn dựng của nhà làm phim hàng đầu Thái Lan Sophon Sadnavisit, cùng với sự tham gia của chị đại Bi Nam Thiếp và bối cảnh tòa nhà ma quái Southern Unit, The Promise sẽ mang lại cảm giác kinh dị thực sự mà chỉ phim ma châu Á mới có. Sẵn nhà nã và chẳng mấy thính cần, chờ cần thi tử. Mình giao lưu của mình chính chứ mày.